Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ review một sản phẩm tự tay chế sau 2 ngày miệt mài nghiên cứu. Có thể coi đây là một cái súng điện tự chế được. Và nhìn bề ngoài thì nó sẽ có hình dáng khá là giống với chiếc sạc của laptop. Và chúng tôi cũng sử dụng vỏ của chiếc sạc laptop cho phát minh tự chế này. Và các bạn thấy ở đây là có hai điện cực có thể tạo ra hiệu điện thế lên tới hơn 1000V và sẽ gây sốc. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu đi trực tiếp vào phần thử nghiệm. Sản phẩm này mới test lần đầu tiên sau khi hoàn thành. Nó hút rất là mạnh. Và nếu bạn bị chiếc súng điện này dí vào thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất đau và choáng váng. Và chúng tôi đã thử nghiệm trên cơ thể người và sau khi thử và sẽ không dám thử lần nữa. Các bạn có thể thấy chiếc tất của tôi đã bị rách bởi vì thử nghiệm trên súng điện. Đây là sản phẩm mới tự chế của chúng tôi. Sản phẩm chỉ mang tính chất học tập, vui chơi, giải trí. Và ngay sau đây thì sản phẩm này sẽ được hủy. Xin chào các bạn.